Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một bông hoa hình bàn tay của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm một cái tấm thiệp nhé. Mình sẽ gọi nó là một cái tấm thiệp hình của một cái bàn tay nhé các bạn. Ở đây thì đầu tiên là mình sẽ cần chuẩn bị một số các cái phần dụng cụ như sau này. Trước tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái bút chì này. Tiếp theo đây thì mình sẽ sử dụng thêm một cái kéo này, mình dùng thêm súng bắn keo nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng các cái phần màu sắc như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ sử dụng cho mình cái phần từ màu cam này để mình sẽ làm cái hình bàn tay, cái tấm thiệp bàn tay này. Nó sẽ có cái phần giống như là cái phần cái cây nhé. Mình sẽ có cái phần lá và cái phần cành màu xanh lá cây. Tiếp theo là mình có màu trắng này, màu vàng và màu hồng. Mình sẽ sử dụng để mình sẽ trang trí thêm cho cái phần bàn tay này. Bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái phần tờ giấy màu cam nhé, để mình sẽ cắt thành cái bàn tay nhé bạn. Các bạn gấp đôi lần đi, mình cắt bớt đi, đỡ bị phí nhé. Các bạn gấp đôi nó vào nhé. Và để cho cái bàn tay này nó có thể đóng vào mở ra được thì các bạn sẽ gấp lại như này. Các bạn sẽ vẽ bắt đầu từ cái điểm ở dưới này, điểm mà nó được gấp đôi vào thì các bạn sẽ vẽ này. Trên này thì nó sẽ có cái ngón út nhé các bạn. Trên này thì nó sẽ có ngón út này. Giờ đến ngón áp út các bạn. Vẽ ngón áp út lên đây. Tiếp theo sẽ là ngón giữa nhé. Và cuối cùng sẽ là ngón cái nhé. Như vậy thì các bạn sẽ thấy đây là mình sẽ có cái hình bàn tay như này đúng không? Tiếp theo là mình sẽ cắt cái phần hình bàn tay này ra nhé. Rồi, thì đây sẽ là cái phần hình bàn tay của chúng ta mang một cái thông điệp của một cái tấm thiệp nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ mở ra như này. Các bạn sẽ viết cái lời chúc hay là cái gì đó vào bên trong cái tấm thiệp này. Đây sẽ là một cái hình bàn tay đúng không? Tấm thiệp hình bàn tay. Sau thì mình sẽ cắt cái phần lá cho nó nhé.
cái phần cành và cái phần lá thì các bạn cắt nó ngắn thôi cũng được. Sau đó các bạn sẽ dán cái phần cành này xuống bên dưới của cái tấm thiệp này. Rồi, mình sẽ dán nó vào đây. Tiếp theo là mình sẽ có cái phần lá. Các bạn sẽ cắt cho mình hai cái chiếc lá nhé. Trong video phân tích của chúng tôi, sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một bông hoa hình bàn tay của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Đây, các bạn sẽ dán hai cái phần lá vào hai bên của cái phần cành hoa này, hoặc là các bạn dán xuống dưới nhé, các bạn muốn dán ở vị trí nào cũng được nhé, miễn sao là mình có thể nhìn được cái chiếc lá này. Được, như vậy là chúng ta đã có được một cái cây một bông hoa hình bàn tay như này rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đi cắt trang trí cho cái tấm thiệp này bằng cách là mình sẽ sử dụng những cái màu còn lại như này. Mình sẽ một số cái thì ở đây mình sẽ cắt thành một cái nhẫn nhé. Mình sẽ cắt cái phần từ cái màu trắng đi, mình sẽ cắt thành một cái nhẫn như này. Tiếp theo mình sẽ vẽ cái phần bông hoa lên đây đã. Mình sẽ sử dụng cái bút màu xanh dương đi. Mình vẽ hình bông hoa lên đây. Một cái nhẫn hình bông hoa nhé. Và mình sẽ cắt ra này. Sau đó mình dán cái nhẫn này lên trên cái ngón áp út nhé. Đây là cái nhẫn ở bên cái nhẫn ở ngón áp út này. Tiếp theo thì mình sẽ cắt thêm cái phần mình sẽ cắt cái dây trang trí nhé.
thì mình dán lên trên cái bàn tay này. Mình sẽ cắt để tạo cái đường đường lượn sóng như này nha các bạn. Tiếp theo đến màu hồng thì mình cũng cắt cái phần màu hồng này, nó cũng sẽ giống như cái phần màu vàng. Được. Sau thì mình sẽ dán hai cái phần đường cong này, mình dán lên trên bàn tay này. Rồi. Tiếp tục cái phần màu hồng này thì các bạn cũng dán giống như là cái phần màu vàng nhé. Cắt cái phần này đi như này, như vậy là chúng ta đã có được một cái cây hoa bàn tay như thế này rồi.